Xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài số 9 là thực hành ngoài trời. Và thầy đã giải cho các em ở bài 102 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài ôn tập chương 2. Và sau khi cái bài ôn tập chương 2 này xong thì cũng như là kết thúc cái chương trình sách bài tập học kỳ 1. Và thầy sẽ bắt đầu quay cho các em ở sách bài tập ở học kỳ 2. Các em nhé, học kỳ 2. Rồi, chúng ta chuẩn bị tinh thần để đăng ký vào khóa học online nhé. Khi nào có thầy sẽ thông báo ở kênh, được chưa nào? Ta có bài 103. Cho đồng thẳng AB vì các cung tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng khác nhau tại C và D. Chứng minh rằng CD là đường trung trực của AB. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ vẽ cái đồng thẳng AB ra. Nào. Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ vẽ cái cung tròn tâm A và B có cùng bán kính. Cùng bán kính nghĩa là hai cái độ dài của nó bằng nhau. Đây nha. Bút mực em thấy không? Quên, thầy là bút chì. Đó, các em thấy chưa nào? Đó, được chưa? Như vậy hai cung tròn này nó cắt nhau ở C và D. Ok, được nào. Chứng minh rằng CD là đường trung trực của AB. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nối, thầy sẽ nối A với C nhá, A với D. Được chưa nào? Và ở đây chúng ta sẽ nối CD, nó sẽ cắt với AB tại một điểm và thầy gọi này chính là cái điểm H. Được chưa? Thì để chứng minh nó là đường trung trực á, thì chúng ta phải chứng minh H này sẽ là trung điểm này và đồng thời ngay chỗ đây sẽ vuông góc này. Các em hiểu nào? Đó, sẽ vuông góc. Cái tại vì để mà thỏa mãn một cái đường trung trực thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Cái đường đó phải đi qua trung điểm CD này, phải đi qua trung điểm của AB và đồng thời phải vuông góc với AB. Ý là như vậy. Như vậy chúng ta phải chứng minh hai điều kiện. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nối AC này, AD, BC, BD nha. Và đồng thời chúng ta sẽ gọi cái giao điểm của AB và CD là điểm H. Là làm công việc gì thì chúng ta phải nói ra nha, và trình bày ra. Đầu tiên bây giờ các em nhìn trên hình, thầy sẽ tiến hành hướng dẫn các em này. Nhìn lên nè. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải chứng minh được nó phải là trung điểm, trung điểm và là gì, vuông góc, có đúng không nào? Như vậy các em nhìn trên hình nè, thầy hướng dẫn các em này. Đầu tiên chúng ta sẽ xét trong thầy cái cặp tam giác này các em, và mục đích để làm gì thầy sẽ nói luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ xét cái tam giác ACD kèm theo với tam giác là BCD. Mục đích ở đây thầy cần chứng minh hai góc C1 và C2 này bằng nhau nha các em nhé. Nghĩa là cái góc ACD bằng góc BCD đấy. Nghĩa là thầy ký hiệu 1 và 2 để mà nó dễ gọi các em nhé. Như vậy thì hai tam giác này nó có cái gì nha? Như vậy ở đây nó có AC thì bằng những em BC. Tại vì nó là gì? Hai, nó chính là gì? Bán kính. Không, bán kính. Nhìn nữa các em, AB thì bằng gì? BD. Cũng là bán kính của hai cung tròn thì nó sẽ bằng nhau. Có được chưa nào? Đồng thời nó có CD là cạnh chung, chứng tỏ hai tam giác ACD sẽ bằng với BCD. Thì trường hợp là gì? Cạnh cạnh cạnh.
nhằm ta suy ra hai góc này sẽ bằng nhau. Được chưa nào? Tiếp tục ta xét tới tam giác nào nữa nha. AHC và tam giác BHC có hai góc này bằng nhau, ta vừa mới chứng minh. Ok. Được chưa nào? Đồng thời chúng ta có cái gì nữa nào? Chúng ta có AC thì bằng BD. Ta có CH cạnh chung, như vậy bằng nhau cho trường hợp là cạnh, góc này xen giữa hai cạnh. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra được là gì? HA sẽ bằng HB, chứng tỏ H này là trung điểm và đồng thời hai góc này sẽ bằng nhau. Nghe thầy ký hiệu đây góc H1 và H2. Mà hai góc này bị thiết cơ bù. Không nào? Mà H. Như vậy thì ta suy ra mọi góc ở đây là 90 độ, chứng tỏ đây là vuông. Cái hiểu là nên CD này chính là đường trung trung trực của đoạn thẳng AB. Các em đã hiểu chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày vô nhé. Thầy để dễ viết em nhé. Đầu tiên chúng ta vẽ hình ra rồi, chúng ta ghi là thầy là xét cái tam giác ACD và tam giác BCD có AC thì bằng BC. Không? Ở đây các em ghi thầy là bán kính. Bán kính. Được chưa nào? Bán kính hai cung tròn bằng nhau. Ok, tại vì nó chúng ta vì nó có cùng bán kính đó các em, ha. AD thì bằng với BD, ở đây cũng là bán kính hai cung tròn bằng nhau, được chưa nào? Và đồng thời ở đây chúng ta có CD là cạnh chung, được chưa nào? Đó, do đó chúng ta có cái tam giác ACD thì bằng với cái tam giác BCD thì trường hợp là cạnh nên chúng ta suy ra cái góc C1 thì bằng góc C2, hai góc tương ứng. Được chưa nào? Đó. Tiếp tục chúng ta sẽ xét hai tam giác AHC và cái tam giác thì BHC có như em ta có AC thì bằng với BC, cũng tương tự là bán kính hai cung tròn bằng nhau, ha. Được chưa? Tiếp tục chúng ta có gì? Góc C1 thì bằng góc C2 theo chứng minh trên, ha, chúng ta vừa mới chứng minh. Chúng ta có gì? CH là cạnh chung, được chưa? Do đó cái tam giác AHC sẽ bằng với cái tam giác BHC theo trường hợp là cạnh góc cạnh, được chưa nào? Từ đây chúng ta suy ra AH thì bằng BH, chứng tỏ H này là trung điểm này, là hai cạnh tương ứng này. Và đồng thời chúng ta có H1 thì bằng H2, hai góc tương ứng. Được chưa nào? Mà ở đây chúng ta có góc H1 á cộng H2 á thì bằng 180 độ vì nó ở vị trí là kề bù. Được chưa nào? Nên chúng ta sẽ suy góc H1 bằng góc H2 và bằng 90 độ. Ở đây chúng ta có thể ký hiệu ở đây là 1 đi và đây là 2. Được chưa nào? Từ 1 và 2. Từ từ em. Ngay chỗ đây các em nên suy ra CD sẽ vuông góc AB. Chỗ này mình là 2 các em. Ngay đây bỏ cho đây 2 đi. Được chưa nào? Từ 1 và 2. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Xong. Được chưa? Do thầy hãy hơi nôn một xíu nha, tới tiết của thầy trên lớp. Tiếng của thầy bữa nay nó rè. Cái miếng sao?
dạy nhiều quá, em thấy giọng thầy nó hơi khác hơn. Thầy giờ đang nuốt nước bọt mà nó không đau họng em, mà ngoài ráng quá vậy em. Rồi, clip hôm nay tới đây xin tạm dừng. Clip sau thầy giải biết đâu từ bài 104 em nhé.